Kính thưa quý vị các bạn thân mến, hôm nay làm tiếp theo ở phần thứ ba, đó là cái gương hơn 50 năm của bọn tà đạo như thế nào. Thì bầu cử Quốc hội Liên hiệp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Viện Hoa Đạo năm 1966, những bàn tay máu chính trong việc phá vỡ phong trào đó là những tướng tá Cần Lao và các trí thức Thiên Chúa giáo cực đoan tại ba lĩnh vực hành chính, chính trị, quân sự trong chính phủ quân Việt Thiệu Kỳ, cũng như bên ngoài các xóm đạo sau khi cùng nhau tính toán mưu kế ra tay đánh đổ. Điều đó được thấy rõ nhân cơ hội chính phủ Hoa Kỳ tổ chức một hội nghị thượng đỉnh tại Honolulu, Hawaii vào khoảng tháng 4 cho tất cả các cấp lãnh đạo chính phủ ở Đông Nam Á thuộc đồng minh của Mỹ. Hai tướng Nguyễn Văn Thiệu, Nguyễn Cao Kỳ cùng đi dự đại hội. Thì các tướng tá Cần Lao tại Sài Gòn hợp nhau lập mưu tính kế đánh phá phong trào bầu cử Quốc hội Liên hiệp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Trong đó có tung ra giọng điệu cũ tướng Thi sẽ là tổng thống, tướng Kỳ bị các hòa thượng thượng tọa miền Trung cho ra rìa, Tết Công Gô mới được chức vị tổng thống. Thượng tọa Tâm Châu cũng sẽ bị mất chức vị viện trưởng Viện Hoa Đạo, vân vân. Chiêu ác độc ấy đã tràn ngập khắp Sài Gòn, vào tận các chùa Viện Hoa Đạo, làm cho Thượng tọa Tâm Châu im lặng, nếu không nói rằng tìm cách rẽ qua hướng đạo pháp khác. Hiến chương mới của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Việt Nam Quốc tự, sau khi tướng Kỳ và Thiệu từ Hawaii về, tướng Kỳ nghe những tiếng ác độc đó đầy tai, khiến cho tướng Kỳ tin là có thật mình sẽ bị các hòa thượng thượng tọa miền Trung cho ra rìa. Do đó tướng Kỳ từ chối không tiếp thượng tọa Thiện Minh nữa. Việc tướng Kỳ không tiếp thượng tọa Thiện Minh, người viết có biết rõ. Quý vị thấy không, Phật giáo không cho tướng Kỳ ra rìa mà Cần Lao cho tướng Kỳ ra rìa, được thấy ở đề tài tướng Kỳ bị Cần Lao cướp công, được nói ở trang sau. Tướng Nguyễn Cao Kỳ trở mặt. Tướng Phật giáo Nguyễn Cao Kỳ trở mặt với Phật giáo ngay theo các tướng Cần Lao hứa sẽ đưa lên ngôi vị tổng thống tương lai sau khi được có Quốc hội lập hiến. Tướng Kỳ đã nhẫn tâm đem hai đơn vị ra Đà Nẵng và Huế đàn áp phong trào đòi bầu cử của Quốc hội Liên hiệp của Phật giáo vào ngày 15 tháng 5 năm 1966. Trước khi đem quân ra Đà Nẵng, Huế để đàn áp phong trào, tướng Kỳ tự lập một đài phát thanh bí mật trong căn cứ Mỹ tại Đà Nẵng. Được các chuyên gia Mỹ giúp cho kỹ thuật, tướng Kỳ chọn người nói tiếng Việt loan báo lên tiếng nói của phong trào với những tin tức bình luận đầy mùi cộng sản để đánh lạc hướng dư luận, buộc tội phong trào theo cộng sản như án máy bay Tâm Đức trang 303. Thượng tọa Thích Thiện Minh bị ám sát. Thượng tọa Thích Thiện Minh bị bè kẻ lạ mặt ném lựu đạn dưới gầm xe vào ngày 1 tháng 6 năm 1966. Lựu đạn nổ làm thượng tọa bị thương nặng dưới mông và chân ngay trước cổng tổng vụ thanh niên số 22 Công Lý Cũ. Cho nên các phóng viên báo chí chính luận đưa lời tiếu thượng tọa bể bàn tọa chu bình sức miệng bình. Câu tiếu của phóng viên báo chính luận tiếu cả hai, trong đó có ông Chu Tử bị cảnh sát ông Thiệu đánh dập môi trong lúc biểu tình với thanh niên sinh viên học sinh ở Bùng Binh Sài Gòn đòi bầu cử Quốc hội Liên hiệp. Bầu cử Quốc hội lập hiến. Cuộc bầu cử Quốc hội lập hiến được diễn ra vào ngày 11 tháng 9 năm 1966. Những người Phật tử trên toàn cõi miền Nam nộp đơn ứng cử bị cắt đơn, bị bắt nhập ngũ binh nhì, quan trung, không cho nhập ngũ sĩ quan. Thủ Đức và nhiều Phật tử bị bắt vào tù do có quá trình tham gia vận động bầu cử Quốc hội lập hiến, duy chỉ có những trí thức Thiên Chúa giáo trong quân đội hành chính và trong xóm đạo mới được quyền ứng cử và được trúng cử vào Quốc hội lập hiến Thiên Chúa giáo. Qua đây cho ta thấy hiện tượng
Người dân có khoa bản nộp đơn ứng cử quốc hội lập hiến bị các ông Cần Lao trong chính quyền tổng thống Thiệu bác đơn bắt đi lính cấp binh nhì, thậm chí bắt vào nhà tù, thật giống y hệt như dưới thời chính quyền cộng sản hiện nay năm 2016 tại Việt Nam, không cho những người dân khoa bản trong nước ra ứng cử quốc hội lập hiến. Mặc dù có ra lời mời các giới trí thức trong nước đã ra ứng cử quốc hội, nhưng khi người trí thức nộp đơn thì lại tìm đủ mọi cách để bắt đơn. Chưa nghe nói đến bắt bớ giam cầm người nộp đơn, cuối cùng họ với họ, đảng Cộng sản với đảng Cộng sản, tiếp tục cầm quyền với nhau. Cần Lao, Thiên Chúa tự bầu cử quốc hội với nhau. Cuộc bầu cử tổng thống và thượng viện vào ngày 3 tháng 9 năm 1967. 11 liên danh tranh cử tổng thống và phó thì liên danh quân đội Thiệu Kỳ trúng cử. 50 liên danh thượng viện, chỉ có 6 liên danh Cần Lao Thiên Chúa Giáo trong và ngoài sứ đạo được trúng cử. Điều này được thấy liên danh Nông Công Binh, Quân đội Thiên Chúa, Bông Lúa, Đại Việt Cao Đài Thiên Chúa, Công Ích Công Bằng Xã Hội Thiên Chúa, Đại Đoàn Kết Thiên Chúa, Mặt Trời Thiên Chúa, Đoàn Kết Tiến Bộ Thiên Chúa, qua sự ứng cử, trúng cử trên toàn là Cần Lao Thiên Chúa Giáo. Cho ta thấy nền đệ nhị Việt Nam Cộng Hòa của ông Thiệu không khác gì đệ nhất Việt Nam Cộng Hòa của ông Diệm. Tất cả cơ chế hành pháp, lập pháp, tư pháp đều do Cần Lao Thiên Chúa Giáo lãnh đạo đệ nhị Việt Nam Cộng Hòa Kitô Giáo. Và cũng không khác gì với Tập đoàn Cộng sản Việt Nam hiện nay năm 2016, cuộc bầu cử tổng thống và phó nhiệm kỳ 2. Nền đệ nhị Việt Nam Cộng Hòa vào ngày 3 tháng 10 năm 1971 được thấy có liên danh Nguyễn Cao Kỳ ra tranh cử với liên danh đương nhiệm tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, nhưng sau đó ông Kỳ tự động rút lui do cảm thấy bổn mạng sẽ bị chết bởi Cần Lao, không còn liên danh nào khác ngoài ông Thiệu. Thế là chỉ có một ông Thiệu và ông Hương vừa ứng cử vừa đắc cử một mình, gọi là độc diễn. Sau khi lên ngôi vị tổng thống nhiệm kỳ 2, ông Thiệu được ông Huỳnh Văn Trọng tiếp tục làm cố vấn cho nhiều kế hoạch để thắng Cộng sản Việt Nam, chẳng hạn đem hết các quân binh chủng qua Hạ Lào, có tên chiến dịch Lam Sơn năm 1900, Lam Sơn 719 vào ngày 2 và tháng 2 năm 1971 để phá vỡ những căn cứ quân sự và ngăn chặn sự xâm nhập của Bắc Việt, nhưng không thắng, bị bại trận 80% quân số và vũ khí, dụng cụ quân sự. Nhiều cuộc bại trận như vậy là do giai cấp lãnh đạo Giáo hội Công giáo Việt Nam ra tay hóa độ cán binh Cộng sản Việt Nam về với Chúa sẽ được tất cả. Rõ ràng họ được có 30 tháng 4 năm 1975. Còn ta, Việt Nam Cộng Hòa không bị mất Chúa nhưng bị mất chính thể Việt Nam Cộng Hòa. Toàn dân được thống nhất đất nước. Nước không mất, chỉ bị mất Chúa Việt Nam Cộng Hòa, như án máy bay Tâm Đức trang 289-291. Tướng Nguyễn Cao Kỳ phản bội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Do vì bị nghe theo những lời ác độc của những tướng tá Cần Lao trong quân đội và những giáo dân ngoài sớm đạo đã hứa lèo là đưa lên ngôi vị Tổng thống đệ nhị Việt Nam Cộng Hòa sau khi có cuộc bầu cử quốc hội lập hiến. Tướng Kỳ tin là có thật, bèn ra tay đàn áp phong trào. Trước tiên, cậy chức vụ Chủ tịch Ủy ban Hành pháp Trung ương cách chức tướng thi tư lệnh Quân đoàn 1, cử tướng Nguyễn Văn Chuân ra thay thế và nhiều các ác độc đối với đồng bào Phật tử Đà Nẵng, Huế sau đây. Sau hội nghị thượng đỉnh Honolulu, tướng Kỳ cảm thấy vị thế của mình vững vàng hơn. Liên hệ giữa tướng Kỳ và tướng Thi bắt đầu sa sút, nhất là khi tướng Thi ủng hộ quan điểm của đại đa số quân chúng miền Trung đòi hỏi bầu cử quốc hội lập hiến. Dân miền Trung khi hay tin tướng Nguyễn Chánh Thi bị cách chức đứng lên phản đối, không chấp nhận tướng Nguyễn Văn Chuân ra thay thế. Nhận thấy tình hình quá căng thẳng, tướng Chuân đề nghị với tướng Kỳ nên tìm giải pháp chính trị. Đại sứ Cabot Lock
đề nghị tướng Kỳ nên để tướng Thi trở lại tư lệnh quân đoàn 1 và ra Huế ổn định tình hình. Khi tướng Thi xuống sân bay Đà Nẵng, ông không tin vào mắt của mình. Ông thấy hàng nghìn dân chúng ra phi đạo đón rước ông trở về quê cũ. Một phần vì mến ông, phần khác là vì họ vui mừng thấy chính quyền trung ương quan tâm đến những nguyện vọng của họ. Nhưng với tướng Kỳ và phe nhóm thì xem đây là sự tranh giành ảnh hưởng cá nhân. Nguyễn Chánh Thi Memory, trang 347. Vài ngày sau, tướng Thi ra Huế, sự đón tiếp lại còn nồng nhiệt hơn. Dân chúng, sinh viên, học sinh, quân dân, công dân, thương phế binh, hàng hàng lớp lớp đón chào ông. Đại sứ Lót tại Sài Gòn lo ngại khi thấy quân dân, công chức, cảnh sát quận 1 chiến thuật tham gia phong trào ngày càng đông. Tướng Kỳ với sự cố vấn của đại sứ Lót liên lạc với Viện Hóa đạo thảo luận về việc bầu cử, hứa sẽ thực hiện vào năm 1967. Nhưng chẳng bao lâu sau đó, tướng Kỳ đã nói ngày bầu cử tùy theo tình hình an ninh. Dân chúng lập tức phản đối ngày 22 tháng 3 năm 1965. Đoàn biểu tình chiếm sân bay Tân Sơn Nhất kêu gọi đình công. Đặc biệt lần này, thành phần công giáo cấp tiến tham gia đòi chấm dứt chính phủ quân nhân. Tại Đà Nẵng và Huế, đại đa số quân nhân, công chức, cảnh sát ủng hộ phong trào tướng Phan Xuân Chiểu. Được Sài Gòn gửi ra hòa giải, bị sinh viên giữ lại. Thị trưởng thành phố Đà Nẵng, bác sĩ Nguyễn Xuân Mẫn, người công giáo hết lòng ủng hộ phong trào. Tướng Kỳ đột nhiên thay đổi chiến thuật, lên án phong trào, nói phong trào do Cộng sản giật dây. Và với ông, Đà Nẵng đã lọt vào tay Cộng sản, dọa sẽ bắn bác sĩ Nguyễn Văn Mẫn khi giải phóng Đà Nẵng. Tướng Nguyễn Cao Kỳ thành lập đài phát thanh giả trong căn cứ Mỹ tại Đà Nẵng. Để chuẩn bị cho việc giải phóng Đà Nẵng, tướng Kỳ cho lập đài phát thanh bí mật trong căn cứ quân sự Mỹ với sự giúp đỡ kỹ thuật của một số chuyên viên kỹ thuật Hoa Kỳ. Đài phát thanh đó lấy tên Tiếng Nói của Phong Trào, với những tin tức bình luận đầy mùi Cộng sản để đánh lạc dư luận và buộc tội phong trào là theo Cộng sản. Với trên 20.000 thủy quân lục chiến Hoa Kỳ đóng tại Đà Nẵng, lời buộc tội của tướng Kỳ xem có vẻ phi lý đối với tướng Ren, tư lệnh lực lượng thủy quân lục chiến Hoa Kỳ, khi ông thăm viếng thị xã Đà Nẵng. Ngày hôm ấy, tướng Ren nói tình hình trong thị xã rất yên tĩnh, không có dấu hiệu gì lọt vào tay Cộng sản. Tướng Leavitt Watt, chỉ huy trưởng lực lượng Hoa Kỳ tại Đà Nẵng, cho rằng vấn đề cần phải giải quyết bằng thương thuyết như án máy bay Tâm Đức, trang 303, 301, 303. Tổng thống Thiệu triệu tập 4 tướng, tư lệnh vùng và sư đoàn về Dinh Độc Lập. Lúc bấy giờ tháng 5 năm 1966, ngày xưa ấy, số người dân miền Trung từ Quảng Ngãi, Quảng Tín, Đà Nẵng, Huế, Quảng Trị được nghe tin tức trên đài phát thanh giả của tướng Kỳ. Cỡ chừng 2% các tỉnh cao nguyên và trong Nam không nghe, vì làn sóng chỉ được giới hạn từ Quảng Ngãi và Quảng Trị về phía quân đội và các cấp chỉ huy quân lực Việt Nam Cộng Hòa trên 4 vùng chiến thuật và Sài Gòn không nghe. Kể cả tại Đà Nẵng, Huế cũng không được nghe đến, vì chỉ lo việc lính, việc quan làm ăn. Riêng tướng Thiệu tại Sài Gòn được biết đài phát thanh đó là do những người Thiên Chúa giáo ở xóm đạo Thanh Bồ, Đức Lợi ở Đà Nẵng thu băng cassette gửi vô cho tướng Thiệu. Ông Thiệu nghe qua, vội vàng ra lệnh cho 4 tướng tư lệnh vùng 1, vùng 2, vùng 3, vùng 4 và các tướng sư đoàn về trình diện Chủ tịch Ủy ban Lãnh đạo Quốc gia vào cuối tháng 4 năm 1966 tại Dinh Độc Lập. Ông Thiệu nói chuyện với các tướng lãnh về phong trào đòi bầu cử Quốc hội Liên hiệp lập hiến của Phật giáo ở miền Trung là do có Cộng sản trong đó giật dây. Nói xong, ông Thiệu cho các tướng nghe băng cassette toàn là lời Cộng sản kêu gọi toàn dân hãy đứng lên đánh đế quốc Mỹ, lật đổ chế độ ngụy quân Việt Thiệu Kỳ. Các tướng ngồi im nghe,
có vị lắc đầu. Riêng Tướng Kỳ bên cạnh ông Thiệu cũng không nói gì. Qua một vài phút, Tướng Kỳ đứng dậy ra ngoài cỡ 2 phút lại vào chỗ cũ. Có lẽ tâm thức Tướng Kỳ bị rung động, hay nói khác hơn, tự tố cáo mình đã ngụy tạo ra đài phát thanh cộng sản đó để đánh phá phong đòi bầu cử quốc hội lập hiến do Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất đề xướng. Hòa thượng Trí Quang chỉ đạo. Trong khi đó, tất cả tướng tá đều tiếp tục im lặng đáng sợ. Qua vài phút im lặng, Tướng Thiệu ngỏ lời với các tướng là phải đẩy mạnh an ninh hơn nữa ở Huế, Đà Nẵng để tìm cho ra cái đài phát thanh của Phật giáo theo cộng sản mà tiêu diệt. Tại các tỉnh khác cũng phải bám sát sự sinh hoạt của Phật giáo để nhận diện cộng sản trà trộn trong đó. Lời của Tướng Thiệu nói với các tướng lãnh hôm xưa ấy, nếu không nói là được trung ý, Tướng Kỳ đã mong muốn dẹp bỏ lực lượng tướng thi trong phong trào đòi bầu cử quốc hội lập hiến của Phật giáo Việt Nam. Do đó, vào ngày 15 tháng 5 năm 1966, Tướng Kỳ cậy chức vụ chủ tịch ủy ban đưa và dù ra Đà Nẵng đàn áp và tiêu diệt hết quân lính của tướng thi để sau này sẽ lên ngôi tổng thống tương lai do Cần Lao hứa lèo. Giữa cuối tháng 3 và tháng 4 năm 1966 là thời điểm Tướng Kỳ thành lập đài phát thanh bí mật tại Đà Nẵng để vu khống Phật giáo theo cộng sản. Cũng là thời điểm được có 20.000 thủy quân lục chiến Hoa Kỳ đóng tại Đà Nẵng. Dưới quyền tư lệnh của Tướng Rin đi thăm viếng và tiếp xúc với các giới chức quân sự và hành chánh Việt Nam Cộng Hòa tại thị xã Đà Nẵng. Ông Rin nói rằng không có dấu hiệu gì bị lọt vào tay cộng sản, thị xã rất yên tĩnh, dân chúng sinh hoạt bình thường. Bên cạnh Tướng Rin có Tướng Levitt Watt, chỉ huy trưởng lực lượng quân sự Mỹ tại quân đoàn 1, cũng đem lời cho rằng vấn đề cần phải giải quyết bằng thương thuyết, phỏng theo như án máy bay Tâm Đức trạng 303. Những tin Tướng Thiệu triệu tập các tướng quân đoàn và sư đoàn về Dinh Độc Lập cho nghe băng cassette. Tướng Rin thăm viếng thị xã Đà Nẵng. Tướng Levitt Watt cho rằng Tướng Kỳ giả mạo đài phát thanh. Tướng Kỳ bị các tướng Cần Lao bắt ép nhận phó tổng thống nhiệm kỳ 1. Tướng Kỳ bị Cần Lao cho ra khỏi chính phủ nhiệm kỳ 2, v.v. Tất cả tin bí mật trên được lọt ra ngoài hành lang Dinh Độc Lập vào năm 1971 trở đi, do các viên chức chính phủ và tướng tá ngoài Kitô kể lại. Nói rõ hơn, do cựu phó tổng thống Nguyễn Cao Kỳ bực tức các tướng Cần Lao và tổng thống Thiệu phản bội, do ông đi tàu bay giấy mà lộ ra nửa úp nửa mở với tướng tá các cấp trên. Dưới trong các binh chủng, nhất là giới sĩ quan an ninh, quân đội, quân báo, tình báo, cảnh sát đặc biệt, chỉ huy tỉnh, thị xã, quận, huyện ở miền Trung, Đà Nẵng, Huế lại càng biết rõ Tướng Kỳ thành lập đài phát thanh giả trong căn cứ Mỹ tại Đà Nẵng, được các quân nhân Mỹ giỏi về kỹ thuật giúp hình thành đài phát thanh. Ông Kỳ tuyển nhân viên việc đọc tin tức toàn là âm điệu cộng sản để chụp mũ phong trào Phật giáo tranh đấu đòi bầu cử quốc hội lập hiến năm 1966. Có cộng sản trong đó giật dây cho mục đích để thắng tướng thi mà lên ngôi tổng thống. Qua đây, người viết xin hỏi ông Liên Thành, cựu thiếu tá tình báo, chỉ huy trưởng cảnh sát thành phố Huế, ông có biết Tướng Kỳ đã thành lập đài phát thanh trong căn cứ Mỹ Đà Nẵng, phát đi những tin tức toàn là âm điệu cộng sản Việt Nam để vu khống phong trào tranh đấu Phật giáo đòi bầu cử quốc hội lập hiến năm 1966 là theo cộng sản hay không, hay là vẫn nói việc ấy là của trung ương? Tất cả tướng lãnh, tá lớn, tá nhỏ, úy lớn, úy nhỏ, dân biểu, viên chức chính phủ, chính quyền đệ nhị Việt Nam Cộng Hòa và hàng ngàn tri thức, người dân các giới ngoài xã hội Việt Nam Cộng Hòa lúc bấy giờ ai cũng dư biết Tướng Kỳ, các ông Cần Lao trong chính phủ quân phiệt và sau đó ở hai nhiệm kỳ tổng thống đệ nhị Việt Nam Cộng Hòa của ông Thiệu đã gây cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất nói chung, từng cá nhân chư tăng, Hòa thượng Thích Trí Quang, Hòa thượng Đông Hậu, Hòa thượng Mặc Nguyện, Hòa thượng Thiện Minh, Hòa thượng Huyền Quang, Hòa
Hòa Thượng Trí Thủ vân vân nói riêng điều khổ nạn. Những nỗi khổ nghiêng ngựa ấy không còn hiện hữu trong bản thân Phật giáo Việt Nam Thống Nhất từ sau khi được biết Tướng Kỳ phản bội Cần Lao, phản bội Tướng Kỳ. Hãy xem đề mục Tướng Nguyễn Cao Kỳ bị Cần Lao cướp công ở trang sau. Vào năm 1971 cho đến nay 2016 không còn hiện hữu, có nghĩa là tăng ni Phật tử Việt Nam hải ngoại đã chôn vùi những oan nghiệt ấy vào quá khứ, không khơi lại làm chi nữa. Cho dù các ông Cần Lao, ông Liên Thành cố sức khơi lại phong trào đòi bầu cử quốc hội lập hiến của Phật giáo ngày xưa, rồi cứ ra lời om sòm trước đám Cần Lao, và trong sách với lời lẽ thô bạo chụp mũ Phật giáo theo Cộng sản, Hòa Thượng Trí Quang là Cộng sản để tiếp tục đánh phá Phật giáo, gây oan nghiệt cho Phật giáo và cộng đồng người Việt hải ngoại. Với mục đích gì? Nói rằng vì chống Cộng sản Việt Nam, đâu phải chống theo cách chụp mũ chư tăng Phật giáo Việt Nam theo Cộng sản Việt Nam. Ông Liên Thành lại càng không phải là Cần Lao, vì ông hô lên là cháu của cố Hòa Thượng Thích Tịnh Khiết, Đức Đệ Nhất Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, hay là ông chạy tội dùng cho các Cần Lao Thiên Chúa chỉ lo đạo Chúa nên chỉ để mất đệ nhị Việt Nam Cộng Hòa vào tay Cộng sản Việt Nam. Quân nhân, cán chính, các cấp Việt Nam Cộng Hòa đều biết Tướng Kỳ. Hàng trăm ngàn sĩ quan các cấp và binh lính trong các đơn vị Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa đều biết Tướng Nguyễn Cao Kỳ ra tay đánh bại Tướng Nguyễn Chánh Thi đang chỉ huy lực lượng quân dân trong phong trào đòi bầu cử ở quốc hội lập hiến tại Đà Nẵng, bằng cách tạo ra đài phát thanh bí mật trong căn cứ Mỹ ở Đà Nẵng, sặc mùi Cộng sản để vu khống phong trào là Cộng sản nằm vùng chỉ đạo cho Phật giáo. Chỉ có lấy cớ phong trào theo Cộng sản, do Cộng sản mới đem quân ra để giải phóng. Tướng Kỳ đánh bại Tướng Thi nhằm mục tiêu là lên ngôi tổng thống, do các tướng tá Cần Lao hứa lèo sau khi họ tổ chức xong cuộc bầu cử. Quốc hội lập hiến chỉ có lòng tham quyền cố vị, quá ham chức tước của Tướng Kỳ và sự thống trị chính quyền của các ông tướng Cần Lao ngày xưa là nguyên nhân đã đưa đến sự sụp đổ đệ nhị Việt Nam Cộng Hòa. Vậy là một số người Việt ngu xuẩn lại nói rằng đệ nhị Việt Nam Cộng Hòa bị tan hàng vào mùa xuân năm 1975 là do Phật giáo Việt Nam. Với các nhân viên tòa đại sứ và CIA Mỹ ngày xưa, họ càng dư biết phong trào đòi bầu cử quốc hội lập hiến của Phật giáo Việt Nam Thống Nhất là hợp pháp, là mong muốn dân Nam Việt Nam được có một chính thể Việt Nam Cộng Hòa dân cử, chứ không phải là do Cộng sản chỉ đạo. Qua đó cho ta thấy nếu phong trào do Cộng sản nằm vùng giật dây thì tại sao Tướng Quách, chỉ huy trưởng lực lượng Hoa Kỳ tại Đà Nẵng, cho rằng vấn đề phong trào cần phải giải quyết bằng thương thuyết giữa Tướng Kỳ và Tướng Nguyễn Chánh Thi. Cho nên chính phủ Mỹ ở Washington và ông đại sứ Mỹ Cabot Lodge Sài Gòn đã gọi cho phong trào đòi bầu cử quốc hội lập hiến do Phật giáo Việt Nam Thống Nhất đề xướng toàn quân lực Việt Nam Cộng Hòa và dân chúng đoàn kết đoàn tranh đấu ủng hộ Phật giáo là binh biến. Họ không dùng cụm từ biến động miền Trung, chỉ có ông Liên Thành mới dùng cụm từ biến động miền Trung để lừa bịp một số người Việt u mê theo tin theo để mua sách biến động miền Trung của ông. Trong khi đó, hàng trăm ngàn binh lính Việt Nam Cộng Hòa các cấp dư biết phong trào đòi bầu cử quốc hội lập hiến ở Đà Nẵng, Huế ngày xưa là hợp pháp, do quân và dân kết đoàn ủng hộ Phật giáo Việt Nam Thống Nhất được thành công. Các giới chức Hoa Kỳ tại Việt Nam ngày xưa cũng dư biết Phật giáo Việt Nam Thống Nhất không muốn, không thấy Cần Lao nắm quyền chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, dù là quân phiệt, vì họ chỉ có lo phát triển đạo Chúa của họ, bỏ lơ chuyện quốc phòng. Tướng Nguyễn Cao Kỳ bị Cần Lao cướp công. Xin mời quý vị các bạn đón xem phần sau.